Các bạn thân mến, các bạn đang học trên kênh YouTube của Dạy Nghề Bách Khoa, chương trình linh kiện cho các thiết bị điện tử cao cấp. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn cái phương pháp kiểm tra các cái con IC ổn áp như là 7812 và 7805. Thế thì ở trên tay tôi đây có cái con IC 7805 này. Thì chúng ta biết rằng là chân bên trái của IC là chân in, chân giữa là mát, chân bên phải là chân out. Về nguyên tắc hoạt động của IC thì chúng ta nhớ cho tôi là như này. Chân out là ra 5V thì chân in phải cao hơn chân out ít nhất là 1,5V. Và chân in không được cao hơn chân out quá 10V thì IC nó sẽ hoạt động bình thường. Còn nếu mà chúng ta mà cho chân in mà bằng chân out thì IC này nó không còn tác dụng nữa. Hoặc là chân in thấp hơn chân out thì IC này không còn tác dụng nữa. Thứ hai là nếu mà chân in mà cao hơn chân out quá nhiều, ví dụ đưa vào chân in cao hơn chân out khoảng 20V thì chạy một lúc thì con IC này nó sẽ bị quá tải và nó sẽ chết. Thì các bạn chú ý người ta khai thác IC ở cái điện áp đầu vào là lớn hơn đầu ra khoảng 1,5V cho đến 10V các bạn nhé. Cao hơn từ 1,5V đến 10V nhé. Như vậy là cái con IC 7812 thì đầu vào nó sẽ là từ 13,5 đến 22V các bạn nhé. Còn IC 7805 thì các bạn cho từ 6,5V đến 15V nhé. Thế còn đôi khi cũng có trường hợp người ta cho điện áp cao hơn thì khi đó người ta phải sử dụng cái dòng đầu ra nó thấp thôi các bạn nhé. Còn nếu mà sử dụng hết 1A là nó sẽ chết IC. Bởi vì con IC này cái công suất của nó không chịu được cái công suất lớn. Cái thứ hai là cái dòng đầu ra của chúng ta là dùng không được quá 1A. Ví dụ như những cái mạch gì mà dùng quá 1A thì người ta phải dùng con IC khác các bạn nhé. Hoặc là dùng cái nguồn xung, chứ người ta không dùng con IC này được. Bởi vì khi mà chúng ta dùng quá 1A thì điện áp ra nó sẽ bị sụt áp xuống, nó không còn đủ 5V nữa các bạn nhé. Thế còn đây là một con IC tốt. Thì cách đo IC tốt thì như này. Thì ví dụ mà chúng ta mà để cái IC này bên ngoài thì chúng ta sẽ đo thấy nó như sau. Chúng ta để thang đồng hồ ở thang nhân 1. Chúng ta để đồng hồ ở thang nhân 1 nhé. Chúng ta đo que đỏ vào chân mát nhé. Chân mát, que đỏ vào chân mát này. Que đen vào chân in này. Thì chúng ta phải thấy nó cách điện này. Các bạn nhé. Que đỏ đo vào chân mát, que đen vào chân in nó phải cách điện này. Que đen vào chân out, que đỏ vào chân mát, que đen vào chân out cũng cách điện này các bạn nhé. Thế còn đo giữa in và out thì các bạn thấy là nếu như tôi để que đen vào chân in, que đỏ vào chân out thì cũng cách điện này. Thế còn tôi đo ngược, cái chiều ngược, tức là tôi để que đỏ vào chân in, que đen vào chân out thì tôi thấy nó lên kim khoảng gần 2/3 thang đo các bạn nhé. Thì đây là một con IC của tôi, nó mới, IC tốt nhé. Thế thì giả sử các bạn đo mà chân in nó chập với mát, hay là chân out chập với mát, hoặc là chân in nó chập với chân out thì rõ ràng là gì? Là IC bị chập các bạn nhé. Và IC này thường hỏng ở cái dạng như thế này. Nếu như áp vào chân in mà đủ và áp ra bị thiếu. Tôi lấy ví dụ IC này là con 7805. Nếu như áp vào mà nằm trong cái phạm vi từ 6,5 đến 15V này, tức là gọi là đủ, mà áp ra nó không đủ 5V, gọi là thiếu, đúng nhỉ? Thì chúng ta lúc đấy chúng ta đo nhiệt độ của IC này. Thì các bạn sửa chữa thì các bạn sẽ, một là chúng ta có thiết bị đo, hai là chúng ta cảm nhận bằng cái tay của chúng ta chạm này, chạm nhanh nhá. Nhiều khi IC nó nóng rồi chúng ta chạm vào là có thể bị bỏng tay nhá. Thì chúng ta có thể dùng cái thiết bị đo, tôi lấy ví dụ như là tôi hay dùng cái thiết bị đo này. Thì đây là cái đồng hồ để bắn nhiệt độ, nó bằng tia laser các bạn nhé. Thì cái tia laser nó nằm ở đâu thì nó sẽ báo, đồng hồ nó sẽ báo nhiệt độ ở vị trí đó. Thì ví dụ tôi muốn đo cái nhiệt độ của con IC này thì tôi bấm cái tia laser nó nằm ở trên lưng IC này thì tôi sẽ nhìn thấy nhiệt độ của IC này. Đây tôi lấy ví dụ như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy gì? Hiện nay IC này nó đang là 26 độ nha. Ví dụ như vậy. Thì khi đó ta kiểm tra nhiệt độ của IC ổn áp và chúng ta thấy như sau. Nếu như IC mà mát
mát mà lại điện áp gia thiếu thì chính cái IC bị hỏng các bạn nhé. Tức là con này là gia thiếu nhưng mà bản thân nó bị mát, điện áp vào thì đủ, điện áp gia thiếu hoặc là mất và bản thân IC này mát thì chính con này nó bị hỏng nhé các bạn nhé. Thế còn trường hợp IC nóng, tức là nhiệt độ tăng cao đấy, thì không phải IC này hỏng mà là do tải bị chập các bạn nhé. Tải bị chập các bạn nhé. Thế còn nếu mà chúng ta kiểm tra điện áp gia mà đủ thì IC này đã ok rồi, đã tốt rồi mà tải cũng không bị chập các bạn nhé. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đo để chứng minh cho các bạn thấy cái ở đây trên cái bo mạch này của tôi nó có hai con IC ổn áp. Con này là con 7812 và con này là con 7805. Thì chân bên trái của nó là in, chân giữa là mát, chân bên phải là out. Con này cũng thế, chân bên trái là in, giữa là mát, bên phải là out. Thì khi chúng ta đo thì chúng ta đo que đen vào chân mát hoặc là chúng ta đo que đen vào chân âm của cái những cái con tụ này này nha. Bây giờ tôi cắm điện cái bo mạch này nha. Và bây giờ tôi sẽ đo, chúng ta đo cái này là đo bằng điện áp DC các bạn nhé. Thì đây chúng ta đo theo nguyên tắc như này, chúng ta để que đen vào vào mát hoặc là vào âm một cái con tụ nào đó nhé. Tôi để vào que đen vào mát đi, chân giữa của IC ổn áp này đi, chân giữa của IC ổn áp này. Que đỏ tôi đo vào bên trái nó có 11,8V, như vậy là đối với IC7805 như vậy là thỏa mãn các bạn nha. Đối với IC7805 thì chân in này được phép vào tới 15V các bạn nhé. Chân out này nó ra chuẩn 4,98 là khoảng 5V này, ra chính xác luôn các bạn nhé. Thì tôi đo cái IC này, tôi đo con IC này thì tôi có thể để mát vào chân âm của con tụ này cũng được các bạn nhé. Âm con tụ này được. Chân in này thì tôi đo que đỏ vào chân in này, chúng ta thấy nó có 21,5 này. Như vậy là con IC này là 7812. Thì điện áp đầu vào là được phép 22V, như vậy là điện áp này nó đã gần đến cái mức tối đa các bạn nhé. Điện áp đầu ra này là 11,8V. Đấy, thì các bạn thấy là hai con IC này nó đang bình thường. Bây giờ tôi giả thiết là bây giờ cái tải của tôi nó bị chập. Tải đường 5V nó bị chập. Thì điều gì nó sẽ xảy ra? Thì ví dụ để tôi làm cho tải nó bị chập thì tôi có thể dùng cái con diode này tôi đấu thuận chiều. Hai con diode này đấu thuận chiều. Khi tôi đấu thuận chiều thì nó sẽ có dòng chạy qua diode và mỗi con diode này nó giữ lại cho tôi 0,6V. Như vậy là chúng ta đo tải nó sẽ còn khoảng 1,2V các bạn nhé. Và như vậy là cái dòng đi qua IC nó sẽ tăng cao và IC lúc đó nó sẽ, chúng ta thử xem IC nó có hỏng hay không nhé. Đây tôi đấu vào cái cực dương của cái tụ này. Hai cái cực tụ này là điện áp lọc cái điện áp 5V các bạn nhé. Thì tôi đấu như thế này, tức là để cho cái dòng điện nó chạy qua hai diode này coi như là bị chập tải đấy các bạn nhé. Tuy nhiên chập tải nhưng mà vì nó đi qua hai diode cho nên nó không về không mà nó vẫn còn 1,2V, khoảng 1,2V các bạn nhé. Và bây giờ tôi đo nhanh các bạn nhé. Que đen vào mát này, que đỏ vào chân da này, các bạn thấy còn bao nhiêu volt ạ? 1,7V. Còn 1,7V. Chân vào 4,4V. Điều này có nghĩa là gì? Chân vào 4,4V, bộ chân ra 1,7V. Tuy nhiên, khi mà cái dòng tải nó bị chập thì nó có thể làm mất cả cái điện áp đầu ra của
của cái con IC7812 này các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta thấy này nhá. Bây giờ chúng ta thấy nhiệt độ của cả hai con này, chúng ta sẽ quan sát nhé. Thứ nhất là tôi soi vào cái con 7805, các bạn thấy bao nhiêu? Nó lên tới 31 độ này, 33 độ này. Tôi soi vào con 7812 này, nó lên tới 36 độ này. Đấy, hiện nay nó lên tận 39 rồi, có lúc này lên 39 độ này, 38, 39 độ này. Con 7812 cũng lên 39 độ này. Tuy nhiên, nếu mà trường hợp chập tải này mà chúng ta xử lý nhanh, tức là chúng ta không cắm điện quá lâu, thì IC7812 và 7805 này nó chưa chết đâu các bạn nhé. Bây giờ tôi bỏ cái tải chập này ra này, để các bạn thấy nó lại ra đủ điện này nha. Con IC này nó chập tải nhưng nó không chết ngay đâu các bạn nha. Đây, que đen tôi để vào âm tụ này cũng được, và que đỏ tôi đo vào, các bạn này thấy nó ra đủ 5V nhá, 4,96V. Chân vào nó ra đủ 11,8 nhá. Chân vào của con 7805 chính là điện áp ra của con 7812 các bạn nhá. Đây, bây giờ tôi đo chân con ra của 7812 này 11,8 nhá, chân vào của 7812 này là 21,6 nhá. Và bây giờ không chập thì các bạn thấy là nhiệt độ nó chỉ, lúc nãy là tôi đo nó lên tới gần 40 độ các bạn nhé. Bây giờ khi nó không chập thì các bạn thấy này, nhiệt độ của con 7805, cái nhiệt độ này là nó vẫn giữ nhiệt độ từ ban nãy, nó sinh nhiệt từ ban nãy. Nhiệt độ của con 7805 bây giờ nó chỉ còn khoảng 35 độ. Đấy, bình thường thì nhiệt độ chúng ta sờ tay nó chỉ hơi ấm thôi các bạn nhé. Tức là chúng ta máy nó chạy cả ngày, chúng ta sờ tay vào những cái con này nó chỉ ấm ấm thôi các bạn nhé. Thế còn khi nó bị chập thì chúng ta sờ nó sẽ nóng bỏng tay các bạn nhé. Đấy, thì tôi nhắc lại là khi các bạn mà kiểm tra điện áp gia bị thiếu các bạn nhé, thì các bạn kiểm tra điện áp vào. Nếu như điện áp vào mà vẫn có, tuy nhiên nó không có thể cao, bởi vì khi nó chập tải thì nó làm cho cả điện áp vào cũng bị tụt thấp. Tuy nhiên, chúng ta kiểm tra áp gia thiếu mà chúng ta thấy cái con IC này nhá, nó bị nóng sờ bỏng tay, thì chưa chắc đã phải hỏng IC các bạn nhé, mà đấy là do chập tải các bạn nhé. Tương tự như vậy, cái con 7812 này cũng thế, các bạn sờ mà nóng bỏng tay như này mà điện áp gia thiếu thì chưa chắc nó phải hỏng IC, mà nó đang bị chập tải các bạn nhé. Thế thì cái tải như thế nào là chập, như thế nào là bình thường, thì các bạn nhìn đây. Ở đây cái máy này tải nó đang bình thường, thì chúng ta để thang nhân 1. Chúng ta để thang nhân 1, chúng ta chập que đo trước khi chúng ta chỉnh que đo về 0 trước khi chúng ta đo. Và que đen thì chúng ta đo vào đường điện áp nhé, còn que đỏ chúng ta đo vào mát nhé. Thì với đường 5V này, cái tải đường 5V, đây là tải đường 5V các bạn. Xin lỗi các bạn, khi chúng ta đo trở kháng chúng ta phải tháo điện ra nhé. Chúng ta phải tháo điện ra nhé. Bây giờ chúng ta đo vào tải của đường 5V, tôi nhắc lại này, chúng ta để thang nhân 1 ohm. Que đỏ chúng ta đo vào mát của máy, que đen chúng ta đo vào đường 5V. Thì đấy gọi là đo đường tải trở kháng của tải của đường 5V. Thì chúng ta thấy trở kháng nó rất cao các bạn nhé. Nó rất cao. Kim nó chỉ lên độ 2 vạch thôi các bạn nhé. Tương tự như vậy, chúng ta đo que đỏ vào mát, que đen vào đường 12V. Chính là cái đường, chính là chân in của con 7805 này. Thì chúng ta cũng thấy trở kháng nó rất cao, nó chỉ lên khoảng 1 vạch thôi các bạn nhé. Thì đây là trở kháng bình thường. Thế còn khi mà chúng ta đo mà thấy kim nó lên tận đây này, hoặc là lên sát với 0 này, thì đây là tải nó đang bị chập các bạn nhé. Tuy nhiên, tùy theo từng mạch, có những cái mạch trở kháng bình thường của nó thì nó cũng chỉ có mấy ohm thôi. Tôi lấy ví dụ như là những cái đường điện cấp cho con vi xử lý ở trong cái bo của TV, thì giả sử cái đường 1,1V cấp cho vi xử lý, thì thực ra là khi tải nó bình thường, nó chúng ta chỉ đo được khoảng 4 đến 5 ohm thôi. Cho nên những cái đường đó thì chúng ta lại phải đo về 0 mới là chập. Thế còn những cái đường này thì chúng ta đo trở kháng nó rất cao như thế này,
đây là trên máy Molo các bạn nhé. Thì nếu mà chúng ta mà đo thấy nó thế này thì nó mới chúng ta thấy như thế này chẳng hạn. Thì đây là hiện tượng chập tải các bạn nhé. Thế thì con IC7812 và 7805 này thì người ta sẽ sử dụng trong các cái bo điều hòa Molo, điều hòa inverter, và tôi nhắc lại là người ta sử dụng trong các trường hợp là người ta hạ điện áp từ mức cao hơn nhá. Ví dụ như là ra 12V thì đầu vào nó phải cao hơn 1,5V, tức là nó từ 13,5V cho đến cao hơn 10V, tức là đến 22V các bạn nhé. Đầu ra là 12V thì đầu vào là, đây là ra thì đầu vào là như thế này, và dòng phải làm sao, dòng chú ý là phải nhỏ hơn hoặc bằng 1A các bạn nhé. Với con 7805 thì điện áp ra 5V thì vào cũng, người ta cũng giảm từ 6,5 các bạn nhé cho đến 15V xuống các bạn nhé, và dòng tiêu thụ phải nhỏ hơn hoặc bằng 1A. Đấy, thì khi mà đạt những cái tiêu chí như thế này thì người ta sẽ dùng các cái con IC ổn áp này các bạn nhé. Thế còn trong trường hợp mà người ta sử dụng dòng cao hơn là một, thứ hai là cái điện áp đầu vào nó chênh lệch nhiều hơn, thì lúc đó người ta không sử dụng IC ổn áp 7812 và 7805 mà người ta phải dùng nguồn xung các bạn nhé. Thế thì khi mà các bạn thấy IC này bị hỏng mà các bạn không có IC để thay, bị nhỡ chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái đèn các bạn thay thế cũng được nhé. Thế thì con IC này nó sẽ tương đương với một con đèn như sau. Đây tôi lấy ví dụ như các bạn sẽ dùng một con đèn như thế này. Đây, các bạn dùng con đèn ngược các bạn nhé. Đây là chân C các bạn nhé, đây là chân E các bạn nhé, và đây là chân B nhé. Từ chân C các bạn đấu qua một con trở khoảng 1K, sau đó các bạn đấu nối tiếp với một con diode zener khoảng 5,6V các bạn nhé. Và các bạn lấy điểm giữa này đưa vào chân B các bạn nhé, điểm giữa của con trở và con diode zener này thôi. Và lúc này ở chân này thì chính là chân in các bạn nhé, đây chính là chân out và đây chính là chân GND các bạn nhé. Thì đây cái sơ đồ bên trong của con IC 7805 nó tương tự như thế này các bạn nhé. Và các bạn dùng con này có thể là con gì, các bạn có thể dùng con D 718 chẳng hạn, hoặc là con công suất nó, tức là cái kích thước của con đèn nó ngang con này các bạn nhé, thì các bạn sẽ tạo ra được một con IC ổn áp, tức là ba con này nó tương đương với con IC ổn áp 7805 các bạn nhé. Thế còn nếu mà các bạn muốn tạo ra con IC ổn áp 7812 thì các bạn để nguyên như thế này, các bạn thay con diode này bằng 12,6V các bạn nhé, 12,6V thì các bạn sẽ thu được điện áp ra là 12V. Bởi vì chân UE, điện áp ra sẽ bằng UE, nó sẽ bằng điện áp của chân UB trừ đi 0,6 các bạn nhé. Các bạn chú ý như vậy. Cho nên là chân UB thì điện áp của chân UB thì chính là điện áp của diode zener các bạn nhé. Thì đấy, các bạn tính như vậy thì các bạn sẽ lấy được cái đấy các bạn, khi mà hỏng IC mà các bạn nhỡ không có linh kiện thay thì các bạn có thể thay bằng ba cái linh kiện như thế này. Ngược lại, trong cái mạch mà các bạn thấy một số cái mạch điện mà các bạn thấy nó có các cái linh kiện này, người ta thiết kế giống như thế này để làm ổn áp mà nó hỏng, thì các bạn cũng có thể tháo tất cả những cái linh kiện này ra, các bạn thay bằng một con 7805 các bạn nhé. Các bạn đấu chân in của nó vào đây này, vị trí này này, đấu chân out vào vị trí này này, và đấu chân GND vào vị trí này này nhé. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra các cái con IC ổn áp cố định là 7805 và 7812, thường được dùng trên các cái thiết bị điện tử, điện lạnh các bạn nhé. Và khi các bạn học ở trên kênh YouTube thì các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.